Phần thứ hai thì mình sẽ nói đến là filter, bởi vì thực ra là mình cảm thấy là có rất nhiều bạn là đang sử dụng Power BI rồi, có thậm chí là sử dụng khá là lâu rồi ấy, nhưng mà vẫn đang nhầm lẫn giữa slicer và filter. Thực chất thì cả hai có chức năng tương tự nhau, là đều giúp các bạn lọc ra bộ dữ liệu. Thế nhưng mà nó vẫn có những điểm khác biệt nhá. Và để mà mình hiểu được cái điểm khác biệt đó thì mình mới có thể biết là trong trường hợp nào mình dùng slicer, trong trường hợp nào mình dùng filter. Thì đấy là nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng ta có slicer rồi đúng không? Chúng mình cũng biết tạo phần slicer panel rồi. Thì bây giờ chúng mình sẽ học đến filter. Để lát nữa thì chúng mình sẽ phân biệt giữa hai thằng này, slicer và filter. Thì filter trong Power BI nhá, tổng cộng là có 9 loại filter. Rất nhiều đúng không? 9 loại filter. Đầu tiên thì mình sẽ muốn giới thiệu cho các bạn filter trong phần transform data này. Và transform data. Đây, đây là bộ dữ liệu của mình. À, lúc nãy thì nó bị một cái lỗi, mình cũng chia sẻ luôn là lúc nãy nó bị một cái lỗi là do ở đây nó có một cái suộc ấy, nghĩa là cái suộc là cái mà mình ép dữ liệu vào ấy, thì mình có thay đổi cái nguồn của cái bộ dữ liệu đó ấy, thế nên là nó dẫn đến là nó bị lỗi lúc mình mở ra. Thì không sao cả, cái này các bạn chỉ cần đổi lại, nếu mà các bạn cũng gặp một cái tình trạng như thế này thì các bạn có thể đổi lại cái này thôi, không cái này lỗi này cũng không 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 mất thời gian hay là gì đâu. Thì sau đấy là ở đây nó đã tự, khi mà mình nhập bộ dữ liệu vào thì nó đã tự động là nó cho nó ép thêm một vài cái bước là promote header và change type cho mình. Nên nó đã tạo ra một cái header ở đây, nó tương tự với cái file Excel của mình và nó đổi các cái định dạng, nó tự động nó nhận biết được là cái định dạng này của mình đang ở dạng gì nhá, và nó đã tự động đổi cho mình rồi. Đó, thì mình có một bộ dữ liệu như thế này. Thế bộ dữ liệu này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần báo cáo ở phía kia, phía ngoài ạ. Thì bây giờ là như mình vừa nói ấy, thì ở đây là cái nơi mà các bạn có thể transform, có thể làm sạch bộ dữ liệu của mình. Thế kể cả trong trường hợp mà các bạn muốn là, à ví dụ là bộ dữ liệu của tôi có rất nhiều country, rất nhiều đất nước đúng không? Nhưng mà tôi chỉ muốn là tôi lấy ra một vài đất nước thôi, hoặc là bộ dữ liệu của tôi rất là nặng, tôi chỉ muốn lấy ra khoảng tầm 3 tháng để tôi làm báo cáo rồi, tôi không cần lấy hết. Ví dụ là dữ liệu của các bạn là 3 năm chẳng hạn, các bạn import bộ dữ liệu vào đây rồi, sau đó là nó rất là nặng, các bạn không muốn là mất thời gian để load nó ra ngoài, thì các bạn có thể vào đây và lọc nhá. Lọc theo, nó cũng có cái filter giống hệt cái filter của Excel, các bạn có thể nhìn thấy cái nút ở phía bên trên đầu này này. Đó, thì các bạn có thể bỏ đi các giá trị mà các bạn muốn, và ở đây nó cũng hiển thị ra các giá trị có ở trong bảng dữ liệu luôn. Thì ví dụ như ở đây là cái cột country này của mình nó có cả giá trị null này. Đó, thì ví dụ bây giờ mình sẽ bỏ hết đi này. Ở đây có select all thì mình ăn select all đi. Sau đó là mình chỉ chọn một vài cái quốc gia thôi. Ở đây mình chọn Canada, France với cả Mexico này. Mình ấn ok. Đó, thì ngay lập tức cái bộ dữ liệu của mình nó đã được lọc nhá. Nó được lọc và nó thêm một cái bước ở đây là filter row. Sau đó là mình sẽ tiến hành query and apply. Nghĩa là mình muốn apply cái bộ dữ liệu này vào nhá. Thì ngay sau khi mà mình query apply thì nó sẽ apply cái câu query này của mình vào đây. Thì như các bạn đã thấy đó, như các bạn để ý lúc nãy nhá, thì có tổng cộng là 5 5 hay 6 gì đó, mình không nhớ rõ là cái country ở đây. Nhưng bây giờ là sau khi các bạn filter ở bên trong này xong, các bạn ra bên ngoài này nó chỉ còn 3 country thôi, bởi vì mình chỉ chọn ra 3 cái để vào bộ dữ liệu của mình thôi. Hoặc là các bạn có thể nhìn ở đây này. Đó, các bạn nhìn ở đây cũng có thể thấy là nó chỉ còn có 3 cái đất nước mà mình chọn ra thôi. Cái phần này thì nó là data view nhé, các bạn có thể view bộ dữ liệu của các bạn. Ở đây mình cũng giới thiệu luôn, ở trong này nó cũng có một loại filter. Đó, cũng filter như bên trong luôn, nhưng mà cái đặc điểm là cái filter này của các bạn nó là data view, nó chỉ là để view thôi, nó không có tác dụng gì ảnh hưởng lên bộ dữ liệu cả. Nếu mà các bạn muốn thật sự lọc bộ dữ liệu đó ấy, để cho nó không nó apply vào cái phần báo cáo này của các bạn này, thì các bạn cần là filter ở trong transform data như mình vừa làm để chọn ra 3 cái quốc gia đó. Còn một phần nữa là phần view ở trong data view. Cái này thì nó chỉ giúp các bạn nhìn bộ số liệu thôi. Ví dụ bây giờ mình chỉ muốn nhìn của Mexico, mình muốn tra tra một chút này để xem là Mexico có những sản phẩm nào được bán này, rồi là discount band là bao nhiêu này, thì đấy mình vào đây để mình xem thôi, còn nó không ảnh hưởng gì đến bộ dữ liệu ngoài này nhá. Đó, đấy là loại filter thứ nhất và thứ hai.
Loại filter thứ ba đây thì mình sẽ hai tạm cái thanh này đi. Loại filter thứ ba là ở phần biết measure. Nếu mà bạn nào đã làm quen với Power BI rồi thì sẽ biết là ở đây thì mình có thể tạo ra một cái measure. Measure ở đây là được viết ở trên DAX. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nó được viết ở trên DAX. Và nó sẽ lấy ra, nó sẽ tính toán cái giá trị mà bạn viết. Như đây mình sẽ tạo thử cho các bạn một đó, nó sẽ hiển thị ra cho các bạn cái này để các bạn measure. Tạo ra rồi thì mình ví dụ là mình ở đây mình sẽ để là COVID Canada đi. Mình chỉ muốn lấy Canada thôi. Ví dụ là đất nước của mình là nước Canada thì mình chỉ muốn lấy thằng này ra thôi, không muốn xem tất cả. Thì mình sẽ chọn hàm calculate nhá. Calculate này. Đây mình, bạn có thể nhìn thấy cái nó gọi là cái mô tả ngắn gọn của cái hàm này ở phía bên phải này. Nó ghi luôn này. Evaluate an expression in context modified by filter, nghĩa là cái này nó sẽ tính toán cho các bạn cái hàm, cái không phải cái hàm mà là cái phần tính toán mà các bạn muốn đó, nhưng mà nó sẽ filter cái bảng của các bạn đi theo cái nhu cầu của các bạn. Như mình ấn vào đây chọn calculator thì nó sẽ gợi ý cho mình cái này, nó rất giống với Excel nên là các bạn biết cái này nó khá là tiện. Nếu mà bạn nào đã sử dụng thành thạo Excel rồi á thì học cái này rất là nhanh, thì các bạn có thể tính vào đây. Thì ví dụ là mình chỉ muốn lấy, mình muốn lấy cột profit này, mình muốn lấy sum của cột profit đi, lấy sum của cột profit rồi. Đó. Và filter của mình thì mình chỉ muốn lấy country này, country của mình bằng Canada. Đó, thì sau khi mình viết xong cái câu lệnh này và mình ấn enter thì phía bên này nó sẽ tạo ra cho mình một cái measure, một cái công thức tính toán, cái metric, các bạn gọi thế nào cũng được. Thì mình sẽ tiến hành kéo nó ra đây. Ê, cái phần này nó lại bị cái selection, mình sẽ bật lại cái phần selection để nhìn thấy nó nhé. Tại vì cái thằng này sau khi mình kéo ra thì tự động nó đã bị ẩn đằng sau cái bảng này mất rồi. Hoặc là các bạn có thể, đây, các bạn kéo lại ra đây. Đây, kéo mình một chút. Một trống này đi. Sau đó là mình mới chuyển nó qua kia. Và mình cũng muốn nó có một cái định dạng giống như những cái này. Thì mình sẽ chuyển nó về dạng card nhá. Là đó. Rồi là mình kéo nó sang phía bên này. Đấy. Đấy thì bây giờ là mình đã có cái profit của Canada, Canada nhá, và chỉ lấy của Canada thôi. Đó, và ở đây là nó đang chọn của mình cũng là của Canada nên mình sẽ unselect cái thằng này đi. Đóng lại. Thì đó, thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây mình có profit của cả ba quốc gia này, và ở đây thì mình chỉ có profit của Canada thôi. Thì đấy cũng là một dạng filter nhá. Các bạn filter dựa vào cái công thức DAX mà các bạn viết. Rồi, dạng filter tiếp theo thì dạng filter tiếp theo thì là một filter nó liên quan đến bảo mật dữ liệu, là row level security. Thì cái này nó sẽ dạng filter nó giống như là, mình sẽ bỏ cái này đi để ví dụ nhá. Mình có thể cài đặt là, ví dụ này, mình đang ở Canada và mình chỉ cấp quyền cho những người ở Canada có thể xem được, hoặc là một số cái email cho nhân viên của công ty ở Canada thì có thể xem được cái dữ bộ dữ liệu mà có những cái dòng là Canada thôi, không cho họ xem toàn bộ dữ liệu của các cái nước khác nữa. Thì nó sử dụng một cái là row level security. Nhưng mà cái phần đấy thì nó lại liên quan một chút đến bảo mật nữa, nghĩa là bảo mật và phân quyền. Thì cái phần này nó khá là khó ấy, thế nên là trong buổi học hôm nay thì mình sẽ không giới thiệu, mà chúng mình sẽ để một cái link tài liệu để cho các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nhá. Cái phần này thì với cả nó sẽ liên quan một chút đến phần Power BI Premium, nghĩa là các bạn sẽ phải bị trạc phí để các bạn có thể phân quyền được cái bộ dữ liệu của các bạn cho từng người xem.
Có rất nhiều các bạn thắc mắc như thế, bởi vì các bạn không chỉ làm báo cáo như thế này mà các bạn còn làm báo cáo ở trên công ty nữa. Ví dụ là như đợt trước mình có nhận được một câu hỏi là một bạn làm một cái báo cáo cho 50 cửa hàng. Các bạn ấy làm trong chuỗi retail bán lẻ ấy, thì các bạn có 50 cửa hàng. Thế bây giờ là các bạn muốn là mỗi người dùng, ví dụ là một vài người dùng thì có thể xem được báo cáo của cửa hàng A này, nhưng mà người dùng kia thì chỉ xem được báo cáo của hàng B thôi, nghĩa là của ai thì người đấy xem được thôi. Thì cái này nó lại liên quan đến, nó cũng sẽ liên quan đến cái phần phân quyền, và cái này thì các bạn sẽ bị trạc phí để có thể mua được Power BI Premium. Cái này thì nó sẽ hơi cao cấp hơn ấy. Thì trên thực tế thì chúng mình làm thì chúng mình sẽ không cần phải sử dụng đến cái filter nó quá là bay fancy như thế, mình chỉ cần dùng những cái bình thường mà bản free nó cung cấp cho mình là đủ rồi á. Đó thì mình chia sẻ thêm về cái phần role level security dành cho các bạn nào mà làm ở công ty và có hứng thú với việc là Power BI có phân quyền không này, hoặc là làm thế nào để có thể cho một vài người hoặc là chỉ đích danh một vài cái email có thể xem được cái báo cáo phần của họ thôi. Ví dụ là ở đây thì mình chỉ cho hiển thị ra là profit, mình cho các bạn ở Canada xem profit gross sale của Canada thôi, không cho các bạn đi chọn các cái nước khác nữa. Đó thì đấy là câu trả lời. Nhưng mà ở trong nội dung bài học ngày hôm nay thì cái phần đấy mình không dạy, bởi nó khá là khó và nó cũng phải trả phí thì mới có thể làm nó hiệu quả được ấy. Thế nên là mình sẽ không nói. Ở đây thì mình sẽ đi đến phần filter tiếp theo. Thì phần filter tiếp theo thì nó sẽ ở phần view này của các bạn này, các bạn vào đây các bạn sẽ tìm thấy cái filter này. Thì nó sẽ là một cái filter panel. Đó, thì cái filter panel này nó có thể giúp các bạn, thứ nhất là filter on this page, nghĩa là filter trên một cái trang này thôi. Thứ hai là filter on all page, nghĩa là filter trên toàn bộ các cái page mà các bạn có ở đây. Cái thứ ba là nó còn có filter on visual, khi mà các bạn kích click vào từng cái visual này thì nó sẽ có là filter on visual đây, nó hiển thị ở đây. Thì nó sẽ default của nó, nghĩa là cái chế độ mặc định của nó ấy, thì sẽ nhận luôn các cái trường mà các bạn sử dụng để kéo báo cáo làm cái filter của các bạn. Như ở đây thì mình đang kéo vào báo cáo là trường product và profit đúng không? Thì mình muốn nhìn là profit theo từng dòng sản phẩm. Thì ở đây nó ngay lập tức là nó sẽ nhận cho mình là mình có filter on this visual thì mình có hai trường là profit và product. Ở đây mình có thể lựa chọn ví dụ là show ra một vài cái dòng sản phẩm thôi. Ví dụ mình không muốn là lấy tấp mà mình chỉ muốn lấy dòng sản phẩm này, dòng sản này này đó. Đấy thì đây là một cách để các bạn filter nhá. Các bạn có thể chọn basic filtering, nghĩa là filter theo cách đơn giản là các bạn ấn chọn chọn, hoặc là các bạn có thể vào advanced filtering này thì nó sẽ cho các bạn một số cái lựa chọn khác, như kiểu là show the item when the value này, nghĩa là show cái giá trị này khi mà cái value của nó bằng cái gì đó. Thì ở đây mình có thể ghi là contain cũng được, hoặc là start with, hoặc là bất cứ một cái định dạng về về nó gọi là về text nào mà các bạn mong muốn. Đó, thì ở đây mình sẽ clear cái này đi. Ở đây nó sẽ khi mà các bạn chọn nó sẽ có một cái dấu tẩy nhá, là để các bạn xóa đi cái lựa chọn mà các bạn đang sử dụng. Hoặc là mình có thể lựa chọn top n này. Top n nghĩa là đôi khi các bạn làm thì các bạn không cần nhìn hết. Ví dụ như là cái ví dụ mà mình vừa hỏi vừa bảo ấy, là có một bạn hỏi mình là có 50 cửa hàng đấy đúng không? Thì nếu mà để show ra cả 50 cửa hàng thì cái báo cáo nó sẽ chi chít như thế này. Mình không muốn như thế, mình chỉ muốn xem top khoảng tầm 10 cửa hàng bán chạy thôi. Hoặc là như ở đây mình muốn show ra ba đất nước này. Và by value thì mình sẽ muốn nó sắp xếp cho mình theo profit. Ngay khi mình kéo vào trong này mà mình apply nó vào. Đó thì mình nó sẽ show ra cho mình chỉ có ba ba product line thôi. Và ở đây mình muốn xóa đi thì mình lại ấn vào dấu tẩy, đấy là được. Mình đóng nó lại. Tương tự thì mình sẽ có filter on this page nhá, thì nó sẽ là một cái cấp cao hơn, nghĩa là cái filter của các bạn không chỉ diễn ra trong một visual mà nó sẽ diễn ra trong cả bốn cái visual này của các bạn. Thì ở đây thì ví dụ mình muốn filter là ví dụ mình muốn filter là segment đi, mình sẽ kéo segment vào trong cái filter on this page này. Rồi sau đấy là mình chỉ muốn chọn segment là nhóm kinh tế ấy, là nhóm government thôi, nghĩa là nhóm chính phủ thôi. Đó thì sau khi mình chọn thì
cái biểu đồ của mình nó sẽ như thế này, nó sẽ chỉ còn lại các cái giá trị của government thôi. Như ở đây thì mình có biểu đồ đường nhá, của profit by segment, nghĩa là theo cái nhóm kinh tế đó thì nó chỉ còn lại một đường thôi. Như lúc nãy thì các bạn nhìn thấy là nó có rất nhiều các cái line, nhưng mà khi mình chọn mỗi cái này nó còn thế này thôi. Thì tương tự ở bên này nó cũng sẽ chỉ lấy mỗi government thôi. Ở dưới kia cũng thế. Đó, đấy chính là filter on this page, là nó effect lên toàn bộ cái bộ dữ liệu này của các bạn, à cái báo cáo ở trên cái page này của các bạn. Ngoài ra thì mình có thể filter on all page nữa. Thế là ở đây các bạn có thể thấy là mình có hai cái báo cáo, một là self performance và self performance detail. Đó, thì bây giờ mình muốn filter trên cả hai cái page này, mình chỉ muốn ví dụ là mình chỉ muốn lấy product đi, mình chỉ muốn lấy product là một vài cái sản phẩm mình sẽ chọn ở đây. Rồi, đó, thì ngay sau khi mình chọn thì cái biểu đồ của mình nó sẽ nhảy theo này, nó sẽ tương tác lại theo, và không chỉ tương tác phía bên này nhá, mà nó còn đang tương tác về phía bên này nữa. Đó, như mình các bạn thấy là mình chọn là chọn phía bên kia đúng không, nhưng mà sang bên này thì nó cũng đang lấy đúng bốn cái sản phẩm mà mình tích vào đây, ở đây. Đó, thì đấy là filter on all page. Sẽ xóa cái này đi, đóng nó lại. Ngoài ra thì còn có một loại filter nữa, nó gọi là cross filtering, nghĩa là khi giữa các cái biểu đồ này của các bạn này, thực chất ngoài việc nó là một cái biểu đồ, nó còn đóng góp như là một cái bộ lọc, một cái filter hay là một cái slicer luôn. Thì đây ví dụ là mình chọn vào government này. Đây, chọn là government thì ngay lập tức các bạn nhìn thấy này, cái government ở đường trending này nó đã lấy mỗi government này, và ở dưới này cũng thế, nó cho mình xem này, government đang đang chiếm bao nhiêu này, nó đang highlight cái phần này lên, và cái phần bị làm mờ này đi là của những cái thằng khác nhá, những cái segment khác á thì nó sẽ bị làm mờ đi, chỉ có thằng government thì nó highlight lên màu đậm hơn, màu cam này cho mình này. Đó. Và ở dưới này cũng thế nhá, nó sẽ chỉ lấy những thằng của government thôi. Mình click lại vào đây thì nó sẽ quay lại như cũ. Mình click vào đây cũng được. Nó gọi là cross filtering, nghĩa là tất cả các cái biểu đồ này nó có thể đóng góp như là một cái filter để các bạn có thể phân tích dữ liệu một cách dễ dàng hơn. Rồi, tiếp theo thì còn một phần nữa liên quan đến filter drill tool. Drill tool thì được hiểu giống như là khi mà các bạn phân tích dữ liệu đi, thì các bạn bao giờ các bạn cũng sẽ phải phân tích từ tổng quan đến chi tiết đúng không? Giống như cái báo cáo này mình cũng đang tạo này, mình tạo từ cell performance đến cell performance detail, mình tạo từ từ tổng quát này đến chi tiết đó. Thì khi mà các bạn xem như này, các bạn không muốn là tôi cứ chuyển qua chuyển lại giữa hai cái page này để tôi nhìn đúng không, rất là phiền. Và khi mà ví dụ các bạn muốn present cho người khác đi thì ấn qua ấn lại thì nó cũng khó theo dõi hơn. Thì bây giờ làm như thế nào? Thì bây giờ thì chúng mình sẽ nối hai cái này với nhau và để cho nó hiểu được là các bạn muốn là, ví dụ các bạn ấn vào đây đi thì các bạn mong muốn là nó hiện ra tất cả các cái profit của cái nhóm segment. Ở đây thì mình có một cái bảng detail ở bên này rồi, bảng detail bên này rồi. Mình muốn link cái bảng đó với cả cái biểu đồ lúc nãy mà mình show cho các bạn á. Thì ở đây mình sẽ click vào cái visual này. Và ở dưới này nó có drill tool này. Đây là cái mà mình mention đến cho các bạn lúc nãy, mình nhắc đến lúc nãy. Nghĩa là nó giúp các bạn là drill xuống tầng sâu hơn. Ví dụ là các bạn xem một báo cáo tổng quan và các bạn muốn xem trực tiếp đến detail luôn, không phải chuyển qua chuyển lại, thì đây chính là câu trả lời của các bạn. Thì mình muốn thêm một cái drill to fill ở đây là mình muốn thêm ở đây là product đi. Mình muốn thêm là product này. Mình gõ ở đây product để tìm cho nhanh.
Rồi, sau khi mình kéo vào drill tool là product thì ngay lập tức nó sẽ dậy nhảy ra cho mình một cái bảng như thế này. Nó gần giống như cái filter của các bạn đúng không? Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó dần gần giống như là cái filter này. Thì ở phía bên này sau khi mình kéo nó vào rồi nhá. Thì phía bên này mình muốn nó liên kết với cái này, bởi vì cái này của mình cũng đang theo product. Mình sẽ chọn vào đây. Sẽ chọn vào cái cột của cái sản phẩm nhá. Cho mình chọn vào Real Tool. Ở đây thì nó ngay lập tức nó nhận cho mình là à mình có một cái Real Tool ở phía bên này. Đó thì nó nhận luôn là Self Performance Detail, nghĩa là cái page phía bên này. Mình chọn vào đây. Đấy thì ngay lập tức là phía bên này nó sẽ tạo ra cho mình cái nút ấn. Đấy khi mà mình ấn vào vào đây mình chọn vào đây. Mình quay lại cho các bạn nhìn nhá. Mình ấn vào đây. Và mình click chuột phải này, Real Tool này. Performance thì ngay lập tức phía bên này của mình nhá, nó sẽ filter theo đúng cái sản phẩm mà các bạn đang muốn tìm, thì các bạn có thể tạo ra một cái bảng detail để các bạn nhìn được dễ hơn nhá. Đó. Và các bạn không bị rối mắt lúc nhìn ấy, bởi vì như lúc nãy các bạn có thể nhìn thấy là cái bảng detail này nó chứa rất nhiều các cái sản phẩm, và sản phẩm lại còn theo kênh nữa, theo nhóm kinh tế nữa, xong rồi lại có rất nhiều các chỉ số. Thì lúc mà nhìn thì các bạn sẽ phải dò rất là phiền đúng không? Thì các bạn có thể chọn một cách như thế để kết nối nó với cả cái biểu đồ bên này. Tương tự như thế thì phía bên trên này mình cũng có thể kết nối nó. Phía bên này thì mình đang có trường là trường segment đúng không? Thì bảng bên này của mình cũng có segment. Mình có thể chọn vào Review Tool này. Rồi tạm thời mình bỏ cái này đi để cho nó hiện toàn bộ của mình. Sau đó là mình sẽ chọn là một cái là segment đi. Mình cho segment vào đây. Các bạn phải đảm bảo là trong báo cáo của các bạn có các trường đấy nhá, thì nó mới có thể nhận diện cho các bạn được nhá. Nếu mà trong cái này của các bạn không có cái trường segment này thì các bạn kéo vào đây nó sẽ không không có tác dụng đâu. Thì sau khi mình kéo vào thì nó sẽ có thêm cái segment này ở đây của mình nhá. Mình sẽ chuyển sang bên này này. Và mình có ở đây là đường này đúng không? Mình lại chuột phải vào đường này. Và mình chọn Rule Tool. Khi mình trình bày thì mình có thể chọn Rule Tool này. Thì ngay lập tức này, cái này của mình nó sẽ nhảy sang page bên này. Và nó sẽ chỉ lấy ra cho mình những cái segment là government thôi. Bởi vì mình vừa chọn bên kia là government mà. Đồng thời là các cái báo cáo này nó cũng được thay đổi theo này. Đó, thì nó sẽ như thế này. Đấy, thì đấy là một loại filter nhá. Rồi từ nãy đến giờ là đủ rồi đúng không? Đủ 9 filter rồi đúng không? Mình có nhớ thiếu cái nào không nhỉ? Các bạn có câu hỏi gì không nhỉ? Đấy là xong phần filter và slicer. Slicer thì nó sẽ đơn giản hơn đấy. Các bạn chỉ kéo ra slicer là tên của một cái visual nhá. Còn filter thì nó tồn tại khắp nơi ở trong cái báo cáo Power BI, Power BI của các bạn. Các bạn có thể lựa chọn giữa những cái filter này để các bạn làm việc hiệu quả hơn. Là filter và slicer thì dùng cái nào tốt hơn? Thực ra thì cái câu trả lời của cái này là cái nào nó cũng có điểm mạnh của nó cả. Filter thì có ở khắp mọi chỗ ở trong cái Power BI của các bạn. Còn slicer thì nó là cái thanh chọn này của các bạn thôi. Nhưng mà các bạn lưu ý một điều nhá, là khi mà các bạn up cái dữ liệu, up cái báo cáo này lên trên một cái link public ấy. Đây thì để mình mở cái báo cáo ra. Các bạn có thể vào đây để tải báo cáo nhé. Đây. Các bạn, mình có lưu ý một chút. Chờ một chút cho cái này nó lốt nốt. Thì các bạn có thể, dành cho các bạn nào chưa biết thì mình có thể đẩy cái báo cáo này của mình lên public nhé. Nó sẽ ở dạng link như thế này để cho tất cả mọi người có thể nhìn được này. Nhưng mà cái này thì do là mình đang sử dụng bản free nên là nó không có phân quyền, nghĩa là ai cũng có thể vào và xem được cái báo cáo này của mình. Thì nếu mà công ty bạn nào mà bảo mật cao ấy thì mình nghĩ là cái này phải mua bản premium, nghĩa là bản trả tiền ấy, trả phí vào khoảng tầm mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà khoảng tầm 29 hay bao nhiêu đô đó một tháng ấy, thì các bạn sẽ được quyền phân quyền cho cái báo cáo này của mình. Thì đây mình lưu ý một chút nhé. Thì đây là cái slicer mà mình chọn này. Đấy, cái slicer mà mình chọn này. Thì cái slicer sẽ hiển thị ở ở khi mà mình tạo một cái link này nhá. Nhưng mà cái filter thì không nhá. Cái filter nó sẽ không cho người dùng của mình chọn một cái gì ở trên bộ báo cáo của mình đâu.
chỉ có slicer thôi, như thế mình ấn là thì nó sẽ tương tác được nhá. Nhưng mà các bạn không có filter để chọn. Filter chỉ là mình lúc mình sử dụng để mình thiết kế báo cáo thôi. Thì các bạn nhớ một cái là như thế. Và tùy vào mục đích của các bạn nhé, thì các loại filter này nó sẽ đều khác nhau. Hoặc là đôi khi là thậm chí là tùy sở thích của các bạn thôi. Tùy mục đích, tùy sở thích. Các bạn dùng slicer thì nó sẽ tận tiện hơn cho người dùng của các bạn. Nghĩa là những cái người mà họ xem báo cáo của các bạn ấy. Còn filter thì nó sẽ work hơn trong cái việc mà các bạn tự tạo ra báo cáo của mình và làm nhanh cái phần lọc dữ liệu ấy. Đây, như ở đây mình đang có là filter on this page này. Đấy, như mình vừa nói đấy, nó có rất nhiều các cái để cho các bạn lựa chọn. Thậm chí là các bạn filter ở trong dataset luôn để nó không xuất hiện ở ngoài này nữa cũng được. Transform data này để lọc này. Hoặc là filter ở cái phần này để chọn ra this page này, old page, hoặc là trên mỗi visual đấy thôi cũng được nhá.